làng nghề chạm khắc đá Ninh Vân thuộc xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với bề dày lịch sử gần 500 năm. Xưa kia, nghề đá chủ yếu chế tác ra những sản phẩm thông dụng như chậu cảnh cối đá, những con giống làm cảnh. Nhưng ngày nay, nghệ nhân đá Ninh Vân có thể sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng từ những công trình lớn như tượng đài, tượng thờ, cột trụ cho đến những sản phẩm thờ tự, bể cảnh, thống đá, các con giống tứ linh. Làng đá mỹ nghệ của chúng tôi là đang phát triển nhất từ trước đến nay. Ngày xưa chỉ 1/4, 1/5 lao động của xã Ninh Vân chúng tôi tham gia chế tác đá mỹ nghệ. Nhưng đến nay thì chúng tôi phải nói là đến 80-90% người tham gia. Và cái hàng đá mỹ nghệ của chúng tôi đã đi tất khắp các đất nước, từ Nam đến Bắc. Nhưng chúng có là một số là chuyển đi được xuất khẩu sang bên nước bạn. Thì đấy là khẳng định là nghề đá của chúng tôi đến bây giờ là phát triển rực rỡ nhất. Đến với Ninh Vân, dường như đâu đâu cũng thấy nhiều sản phẩm phong phú làm từ đá. Trước đây, đá được nhiều cơ sở sản xuất ngay tại địa phương và cung ứng đủ cho các nghệ nhân làng Ninh Vân. Nhưng nhiều năm gần đây, Ninh Vân đã phải nhập nguồn đá từ nhiều địa phương khác thì mới đủ lượng vật liệu phục vụ sản xuất. Những phiến đá vô chi thô cứng này đã được phù phép bằng những hoa văn uốn lượn, bỗng trở nên mềm mại và bay bổng. Có lẽ phải thật say mê và yêu nghề thì những nghệ nhân mới cho ra đời các tác phẩm tinh tế và mang nhiều giá trị nghệ thuật đến như vậy. Người dân Ninh Vân chịu thương chịu khó, họ không chỉ sản xuất tiếp nối những mẫu mã của cha ông để lại, mà còn tìm tòi sáng tạo ngày một nhiều hơn, nhiều dòng sản phẩm với các hình thức thể hiện khác nhau. Bởi thế mà hiếm có làng nghề nào, dù trải qua hàng trăm năm, vẫn ngày càng phát triển và thịnh vượng như làng nghề Ninh Vân. Ủy ban dân tỉnh cũng như là các cấp, các ngành, rồi Ủy ban dân huyện Hoa Lư đã đang và tạo điều kiện cho Ninh Vân chúng tôi một cái làng nghề giai đoạn 2. Và tiến tới thì là cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân, nó gồm 30,64 ha trên địa bàn để mở rộng và đưa nhân dân ra một cái vùng tập trung, sản xuất tập trung và chế tác đá mỹ nghệ để thuận lợi phát triển cho cái nghề của địa phương. Trải qua hàng trăm năm với nhiều bước thăng trầm của lịch sử, nhưng dường như ngọn lửa đam mê đối với nghề đá mỹ nghệ luôn cháy mãi đối với nhiều thế hệ những người con làng Ninh Vân. Và mỗi sản phẩm đá mỹ nghệ thể hiện sự tài tình của các nghệ nhân, chúng mang những ý nghĩa khác nhau và thể hiện nét đẹp lịch sử văn hóa của người Việt.